Xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 XDFA. Một cái chương trình này góp này gửi cho mail các bạn để tham gia. Đây có cái site của nó, các bạn vào tìm hiểu để tham gia dán. Các bạn click phần link mô tả mở Telegram, các bấm nút start chat chatbot nè. Còn chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào không phải vào ngày 6 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi các bạn nhiệm vụ các bạn lướt cấp cha nè. Những dán thế này mình không biết nó có dày không nữa, thì có là ai góp thì mình cứ làm tất cả các bạn. Vào năm 2019 làm ai góp nó dày nhóc, vào năm 2020 này sao mà nhiều kèo ai góp thân kèo ngon không thấy dày người ta các bạn, thì mình cũng tiếp tục cố gắng làm thôi. Rồi bấm vào continue nè. Nhiệm vụ các bạn join vào kênh trailer, kênh group nè. Rồi các bạn join vào các bạn, tốc cần này sẽ list lên sàn Uniswap, Litecoin này nó đang trong chương trình bán hàng quá. Tìm thông tin thôi. Phan Phi 100%. Rồi các bạn mới đắp lên đi nha bạn. Rồi các bạn tiếp vô tiếp kênh xe lớn nha bạn. Rồi các bạn bắt đầu nha bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit tên nè. Rồi các bạn điền lên cái sàn vào mở Telegram của mình, vào bao nhiêu gạch chứ, vào setting copy của username Telegram của mình nha bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với RC20 với ETH với wallet nha bạn. Chúc wallet các bạn, gửi địa chỉ với chúc wallet ra nè. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn gửi bạn dán địa chỉ, rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn bấm vào nút xác tiếp nha bạn. Mình đã nhận 50 top càng này nha các bạn. Rồi đây lên ghép của bạn, lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm top càng. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.